Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Bạn nào đang tìm những con ếch ngon như này ấy, tất cả đều dưới phần comment nha các bạn nha. Ghi mở đầu trang và đang tăng tỷ lệ trong cái dịp hè này, khuyến mãi sale đến 90% nha các bạn nha. Bạn nào mà nó top nạp thẻ thì mình sẽ tặng bạn ấy một món quà bí ẩn nha. Tất cả đều ở dưới phần comment các bạn ạ. À, các bạn có thể các dịch vụ khác như là Roblox, Link Quân, các thứ từ lưu các bạn ơi. Thì tất cả những thứ bạn cần đều dưới phần comment. Nhanh tay đi mấy anh hai ạ, sắp hết hè rồi đó. Yes sir, hello em fucker. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Rose77 nha các bạn. Chúc các bạn ngày mới thật vui vẻ. Thì hôm nay tôi vẫn lên cho anh em một cái bản đồ nhảy để cho anh em chơi nha anh em. Để cho anh em leo thách đấu cuối mùa anh em ạ. Tôi cũng đang cấp tốc để leo lên 150 sao đen em ơi. Đấy, thì trước khi vào video thì các bạn đừng quên để lại cho mình xin một like cũng như là một đăng ký nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Thì có một chút thay đổi về tuyển thành viên quân đoàn anh em ạ. Hiện tại thì bên TikTok của tôi đang bị lỗi tin nhắn mẹ luôn rồi các bạn ơi. Nên là các bạn hãy nhắn qua fanpage cho tôi nha các bạn nha. Tại vì fanpage tôi thấy là bên đó nhiều người nhắn lắm rồi. Và tôi xem tin nhắn cũng chả bị sao anh em ạ. Đấy, lên fanpage tôi sẽ để dưới phần comment nha anh em có thể qua đó các bạn nhắn tin cho mình để mình tuyển thành viên quân đoàn nha anh em. Tôi đã solo với được 2 người rồi các bạn ơi. Chả ai vô được quân đoàn anh em ạ. Bắn gà quá. Biết sao không? Tại vì không có trình đấy mà. Với cả không xài đồ nhạy của tôi là thế đấy anh em ạ. Ủa ơi, chết mẹ rồi. Quảng cáo đủ nhảy thế này mà bắn thế này rồi thì có vẻ là toang rồi anh em ạ. Lên cái bảng điểm số luôn nè. Anh em thấy ghê chưa? Mẹ ao chìn chưa? Quá là ao chìn luôn anh em ạ. Trời ơi. Ngon mày lẻ ra hết đi. Một đầu. Ui, không chết ạ. Lên bảng điểm số. Ui, không chết luôn kìa. Ui giời ơi, cái gì thế nhờ? Mẹ đứa con gái mà không ăn được, bọn nó lại cười vô cái mặt mình anh em ạ. Cái đầu săn cây rồi đấy chứ. Thì tôi cũng xin phép anh em là ở những cái clip mà làm đội nhạy anh em à, tôi xin tạm dừng mấy cái meme nha anh em nha. Tại vì nhiều anh em, tại vì về kỹ năng mà, anh em chủ yếu là xem kỹ năng thôi. Còn meme là chỉ để cho anh em xem tấu hài bên kia thôi anh em ơi. Đấy, có những cái clip mà kiểu tấu hài tôi sẽ ghép meme nhiều. Còn những clip kỹ năng thì tôi sẽ ít ghép lại nha. Ít thôi chứ không phải là không hẳn nha anh em nha. Đó, ok là chưa anh em. Trời ơi, quả này mà mẹ auto tu cái full đỏ luôn anh em mà. Khỏi cần DBI, cứ gọi là full có đỏ luôn anh em ơi. Anh em nào muốn tôi làm DBI không? Nếu để cho nó xếp đăng kết, đăng tử chiến này đây anh em à. Xét xong tôi làm DBI cho anh em nhá. Anh em nào nếu mà muốn tôi làm DBI đặt clip này khoảng 1k like nha anh em nha. Tôi sẽ làm DBI cho anh em. Ui mẹ, DBI chỉnh lâu lắm. Chỉnh lâu vãi cứt luôn ấy. Ủa, từ trời ơi, làm cái gì mà căng ấy. Ui, trời ơi, cái đầu săn thật đấy chứ. Có cắn nén tao làm cái gì nhở? Sao mày cắn nén tao nhở? Mà cay cú nhở. Thì DBI nó chỉnh lâu hơn đội nhạy anh em. Chỉnh lâu hơn. DBI là một lần chỉnh mẹ hơi bị lâu, rối nữa. Rối vãi các trường luôn. Lên bảng điểm số này, một cháu này. Mẹ full đỏ luôn đấy chứ. Full nục ba của bắn kiểu này đi, full đỏ. Hình như nó vẫn còn người dưới hay sao anh em à. Đúng không? À đúng rồi. Chạy đi đâu hả con sâu lông? Hai bé á. Trời ơi. Mẹ mày con sọt dễ vã lều anh em à. Răn thắt đấu, răn đại cao thủ 120 mấy sao mà bắn thế này rồi. Mẹ mày nó đơn giản vãi cả lìn anh em à. Nhiều lần tôi cứ tưởng tôi hắt anh em à. Anh em nào mà để ý xem livestream của tôi thì anh em thấy tôi bắn mẹ mày toàn cân 4 thôi. Anh em nào mà để ý xem livestream của tôi không? Toàn cân 4 thôi. Ảo Macarada sợ anh em à. Rồi để tôi kết thúc 4-0 luôn nhá anh em. Đây là đội nhảy của iOS nha các bạn nha. Trận sau thì vẫn là đội nhảy của Android em à. Đấy, thì chỉ có hai hệ điều hành, đó là hai hệ điều hành phổ biến nhất thôi. Nhiều anh em lại hỏi tôi là anh ơi có đội nhảy của iPad không? Anh ơi có đội nhảy của PC không? Không, có cái nịt luôn. Đấy, chỉ có đội nhảy điện thoại thôi. PC thì kéo mẹ, kéo đại đại em vào đầu với tôi, kéo đại đại em vào đầu anh em mà. Còn iPad thì tôi không có thiết bị nên là tôi không có làm nha anh em. iPad tôi không có thiết bị, cái đó các bạn phải hỏi C4 anh em mà. Đấy, ở đây một cháu lên bảng điểm số này. Đấy, iPad thì nhiều ông cứ hỏi là có đội nhảy iPad không thì tôi chịu đó, tôi không có anh em ơi. À, hình như mấy ní nó bắn nhau bên đây à. À, mày căng thẳng quá nhà mày, ngon mày lẻ ra. Mày ngon mày lú cái đầu mày ra, mày ngon mày lú cái đầu mày ra mày. Trời ơi là trời, what the fuck thôi đấy chứ. À, đã, đấy, lên cái bảng điểm số luôn đi chứ. Trời ơi, tí cho tôi vút tâm, toàn phun đỏ thôi anh em à. Mẹ ảo vãi cứt luôn anh em ơi. Anh em nào mà thấy cái đội nhảy của tôi mà uy tín mà chất lượng luôn đấy thì hãy nhấn like và đăng ký nha anh em. Đấy, thì tôi cũng có một cái đoạn PK là hiện tại sọc ẹc của tôi đang sell ẹc các anh em à, giảm đến 90% luôn anh em ơi, khuyến mãi đảm bảo uy tín chất lượng luôn anh em à. Nó shop sộp của tôi là đặt uy tín lên hàng đầu nha anh em nha, không bao giờ bị scam lừa đảo luôn, không bao giờ luôn nha anh em nha. Tôi nói thật với anh em là như vậy luôn. Đấy, ok là luôn. Giờ nó kết thúc 4-0 luôn anh em ơi. Ui mẹ sao game dễ đấy, thắng nhanh chứ anh em. Anh em để ý đến giờ chắc nổi 5 phút chưa? Chưa nổi 5 phút luôn đi. Mẹ ảo thật đấy. Trời ơi là trời, 4-0 thế này mà 5 phút một trận đi. Mẹ 2 phút, 2 trận 10 phút, trời ơi. Mẹ mày quả đó các bạn leo như kiểu hacker rồi còn gì nữa. Cứ 4-0 như này là hacker rồi. À, mày hồi máu à. Ui, nghe cứ tưởng nó hồi máu anh em à. Cho lên bảng điểm số luôn đấy chứ. À đây, mày, ui, chết mẹ là đôi nhà lọ ơi. Đôi nhà lọ ơi, mày nào mày né ra đây.
phá keo anh em ạ. Ui, má đồng đội KFQ của trời ơi, ui win nhanh thế. Sao mà win nhanh dữ vậy anh em? Tôi cứ tưởng nó phải đại cao thủ bắn nó phải 3-3-3 đều chứ, ai ngờ win nhanh thật sự anh em ạ. Lên cái bảng điểm số luôn đi chứ hả anh trai. Trời ơi, anh em sờ 4-0 luôn à. Nhanh thật sự anh em ơi. Đấy, đội nhảy của tôi bị tí như thế này đấy. Chơi game nó cứ bao dễ luôn anh em à. Dễ vãi cả trưởng luôn anh em à. Quá là hợp lý luôn đấy chứ. Ấy ơ, ủa, con này nó ở trên đây hả? Sao tôi không biết ta? Trời ơi, what the fuck, vãi cả lều ạ. Không sao, vẫn thắng 4-0 anh em mới. Mẹ mấy đồ nhảy của iOS mà nhanh dữ vậy trời. Anh em mình cùng sang đội nhảy của Android nha anh em, let's go. Thì mấy cái bạn đội nhảy này tôi test khá là kỹ anh em à. Có gì anh em nếu mà bắn kiểu full đỏ nhiều quá thì các bạn đừng có nói mình nha. Nhiều ông bắn mẹ full đỏ hacker xong cứ nói mình kiểu hát ăn hát à. Ôi lại mấy ông đấy. Nhiều ông còn lại bảo tôi xài rep nữa cơ. Đến chịu, trời ơi tôi bắn chay 100% luôn anh em à. Anh em có cần tôi sâu thao thác tay không? Anh em có cần tôi sâu thao thác tay DBI luôn một thể không? Đấy, mẹ tôi sâu cho anh em xem luôn. Mẹ bắn đẳng cấp cỡ nào anh em à. Anh em này bảo tôi xài rank, xài hát rồi. Ủa, không có đâu mày ní ơi. Mày ní đừng có biết bậy bạ nha. Trời ơi, nhiều ông cứ bảo tôi xài rank, xài hát. Xong nhiều đứa nó lại vô, nó lại bình muộn nó chửi tôi nè. Mẹ thằng này xài rank, xài hát mà làm độ nhạy cho bọn tao xem. Mày đùa tao à. Đấy, nhiều ông đừng có bình luận với ba vớ vẩn nhá. Tôi bắn chay nhá. Đâu rồi, mày ngon mày lẻ ra đi. À đây, một cháu, ủa ơi, phun vàng hay nào nhạy. Ủa ơi. Mẹ nhiều khi mình kéo tâm nó cũng bị lỗi sao anh em à. Nó không thể được 100% phun đỏ đâu anh em ơi. Thề đội nhảy của tôi là không bao giờ được 100% phun đỏ đâu anh em à. Cùng nắm là 90 thôi. Cùng nắm là 90 thôi. Không bao giờ được 100% nha các bạn nha. Nếu mà được 100% thì hát mẹ rồi chơi game nắm gì nữa anh em. Anh em xem ở Việt Nam có ai được 100% chưa? Chưa. Cao nhất cũng 99% thôi anh em à. Chưa nổ 100% luôn. Cái đó là bắn kiểu solo thôi nha anh em nha. Chứ không phải là đi 1 cân 4 các thứ đâu anh em ạ. Quan trọng. Ủa ơi mẹ nữa, sao đội nhạy hôm nay lỏ dữ ta. Thôi tí thể hiện lại anh em à, chưa ông mấy ông lại chửi tôi nữa. Ấy à, con lợn này mày chạy đâu. Ủa ơi mẹ con lợn ngu này. Ủa ơi mẹ, sao đội nhạy hôm nay cứ bị lỏ sao nhở. Một viên phun đỏ luôn. Star đội nhạy tôi lâu nào gọi là bắn bị trệt tí, anh em thông cảm nha anh em. Tại vì nhiều câu pha đó là bị rung tâm đấy anh em à. Mấy cái pha đó bị rung tâm. Ui thắng nhanh thế. Ui 3-0 được à, mày nhanh thế, VIP pro đấy. Ấy chà, như trước mặt tôi có người thì phải anh em à. Đúng rồi, có một con lợn anh em ơi. Từ để tôi ném quả bom cho nó thấy công chuyện nó. Ơi, trời ơi, mẹ nó cay thế nhờ. Nó bắn, ui, vậy cũng nổ chết kìa. Mẹ mày ảo vậy. Trời ơi, là trời anh em thấy không. Trời ơi, vậy mà nó cũng chết được á. Ê, hình như là vẫn còn một đứa ở trên lầu anh em à. Con lợn này hồi nãy nó cắn nén tôi đây anh em. Cho một phát lên bảng điểm số đội. Lên cái bảng điểm số luôn nhá mọi. Ơi, trời ơi là trời, cay thế nhờ. Sao mấy con lợn này cắn nén, ui. Trời ơi, đồng đội mày đùa tao à. Trời ơi, 3-0 ở đây, đừng có để lật kèo cho mày ní. Mày lật kèo nó hơi bị nhục đấy. Cái gì tới thì nó cũng tới mẹ rồi anh em ạ. Đồng đội tao lại bị thua anh em ơi, không sao, với cái trình độ chuyên nghiệp mày. Ui, mẹ ra mày ra 4 à, sao bắn. Ui, chết mẹ nó, sao tự nhiên cái tâm súng tôi nó bị kỳ ta. Mẹ ảo ta, trời ơi, thua rồi. Mà đừng có lo bị lật kèo như mini, đừng có đùa như thế. Ủa ơi, kia cắt cổ đấy kìa. Cái đậu sang thật chứ, bọn này muốn tôi bật hát lên rồi anh em ơi. Anh em chờ chút nha, tôi bật rank lên cho bọn này thấy công chuyện nó luôn. Chúng mày ngon, mày lẻ ra. Ngon lẻ ra, à hình như một cháu, ủa ơi. USB mà tôi bắn full đỏ luôn, ảo ma dữ vậy. Ảo ma vãi cả lều anh em mà. Thôi để tôi kết thúc sớm nha anh em nha. Nó mà lật kèo nữa hồi là tôi bị bay màu đấy anh em à. Tôi bị bay màu ngay luôn đấy anh em ơi. Đấy bọn này chơi tiểu nhân lắm, chỉ được cái cắn nén thôi, chả làm được con mẹ gì cho game hết anh em à. Chỉ được cái cắn nén thôi, chỉ biết cái cắn nén thôi. Ui trời ơi, nó cắn nén nữa kìa. Ui đồng đội cứu má. Đồng đội là đồng đội đùa à. Thế mà không cứu nữa, không biết 3 đánh 4 được không đây. Chắc tôi tin tưởng vào đồng đội tôi đây anh em à. Sao nhìn cứ chả giống tin tưởng mày à hay. Rồi có vẻ là tôi tin tưởng vào đồng đội tôi rồi. Có vẻ là trận này thắng rồi anh em ơi. Có vẻ là trận này thắng rồi. Ui bạn này con gái à. Ui con gái bắn kinh vậy. Ui cái gì nữa ấy, con gái bắn kinh vậy. Đù ghê vậy. Trời ơi mày có phải là con gái không hay là con trai. Trai giả gái, có lẽ nào chính là nó. Không chắc con gái thật anh em mà, tôi nhìn dáng bắn tôi biết rồi. Mày đứa con trai nó có phải mố keo mố lọ nè mà. Winster này thì cắn nén tao mày, một khịa đấy đi mày. Chúng ta cùng vô với cái đội nhảy của ngày hôm nay thôi anh em ơi. Và đội nhảy đầu tiên sẽ là dành cho iOS nha các bạn nha. Các bạn đây mình test khá là kỹ đây mà. Full đỏ cứ gọi là mướt mượt mượt luôn anh em ơi. Đấy, anh em nhìn tôi nè, kéo cứ gọi là full đỏ thôi anh em mà. Ít tiếng giờ ít máu vàng đấy anh em ơi. Tại vì cái bản đội nhảy của iOS đó là tôi chỉnh cho nó có thể là gọi là macro nhất có thể rồi anh em mà. Đấy, tôi chỉnh cho nó gọi là kéo tâm gọi là mặn nhất có thể rồi đấy anh em ơi. Đấy, anh em đã
xem tới đây ấy, thì đừng quên để lại cho mình xin một like cũng như là một follow nha anh em. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn nhá. Trời ơi, kéo tâm gọi là hết cái trò luôn anh em ạ. Đỉnh thật sự anh em ơi. Mà mày tính ra cái độ nhạy này tôi test khá là kỹ đây anh em ạ. Của iPhone á. Đấy, iPhone tôi test khá là kỹ anh em ơi. Mẹ mày chuẩn vãi cái lều. Tại vì iPhone á, tôi vừa live stream, tôi vừa bắn. Đấy, nên là tôi có thể cảm giác được anh em ơi. Đó, tôi vừa live stream, tôi vừa test luôn mà anh em ở bên TikTok á. Anh em nào mà có xem á thì sang bên TikTok biết liền đấy mà. Đấy, trời ơi, mày full đỏ luôn. Ủa ơi. Trời ơi, không tin cái bản độ nhạy mẹ nó cháy vãi cả trưởng luôn anh em ạ. Cháy như phờ đi phai anh em ơi. Ủa. Mà lâu lâu nó bị mấy viên bị lỡ đà nha anh em nha. Còn lại là kéo cứ gọi là ok luôn anh em ơi. Kéo cứ gọi là không trượt phát nào luôn anh em ạ. Kéo cứ viên nào trúng viên đó luôn, bắt phát bắt trúng luôn anh em ơi. Và chính là độ nhạy đây nha anh em nha. Đấy, thì nhìn xung quanh là 145 này, đây số xa là 180 này, ống ngắm M2 là 66 này, ống ngắm M4 là 129 này, ống súng ngắm là 168, còn nhìn là 120 nha anh em. Còn đối với nút bắn thì các bạn để cho tôi 46 nha các bạn. Kéo tầm cứ gọi là mướt mượt rồi anh em ạ. Đấy, quá là chuẩn luôn anh em ơi. Còn đối với độ nhạy của Android thì bao gồm Samsung, Xiaomi, rồi đến Vivo anh em ạ. Nói chung là hệ điều hành Android là ok rồi anh em ơi. Đấy, cứ thế mà test thôi anh em ạ. Đấy, độ nhạy cũng khá là ok đấy anh em ơi. Cứ full đỏ mướt mượt luôn. Nhưng mà nó hay bị lỗi về cái con sọt nha anh em nha. Có gì anh em thông cảm giúp mình. Tại vì mình thiên về MB hơn anh em ạ. Còn anh em nào thích con sọt thì anh em cứ dí cho mình. Dí hai viên đảm bảo vô đầu luôn. Anh em cứ kiểu là bắn dí hai viên cho mình, một phát vô đầu luôn cho lên bảng điểm số ngay. Em mới chuẩn chỉnh vãi cả lều anh em ạ. Ui, full đỏ luôn. Full cái đỏ luôn đấy chứ. Trời ơi. Cũng được phết anh em ạ. Độ nhạy Android tôi test cũng khá là ok đấy các bạn ạ. Các bạn đừng cứ đùa. Mày kéo tâm gọi là hết chọc luôn nè. Trời ơi. Hát rồi. Trời ơi. Chuẩn không? Mẹ mày, độ nhạy này là khá là ok đấy anh em ạ. Tuy là nó có vàng đấy anh em ơi, nhưng mà nó vào đỏ nhiều hơn. Đỏ nhiều hơn vàng nha anh em nha. Đấy, bạn độ nhạy của tôi mà tôi bắt nó test ra là chuẩn chỉnh luôn anh em ạ. Khỏi cái DPI các thứ gì á. Bắn cứ gọi là full đỏ luôn, không xài rank, xài hát gì hết đi. Cứ gọi ra đạn là full đỏ thôi anh em ạ. Đấy, chuẩn không? Quá là chuẩn luôn anh em ơi. Đây, kéo tâm lại, kéo tâm nè. Đục bạc hay là shotgun hay là MB gì hết á. Kéo cứ gọi là full đỏ thôi anh em ạ. Chuẩn vãi cả lìn anh em ơi. À, bạn độ nhạy của tôi thì bá vô luôn đấy chứ. Nhiều ông bảo là độ nhạy bừa khán giả của tôi bắn toàn full đỏ thôi. Bừa của mấy ông đấy. Kéo tâm cứ gọi là full đỏ chết cho chuyện anh em ơi. Và đây chính là bản độ nhạy của Android nha anh em. Nhìn xung quanh là 125 này, rưu xót xa là 134 này, ống ngắm M2 là 138, ống ngắm M4 và ống súng ngắn là 166, còn nhìn là 136 nha anh em. Và đối với nút bắn đó, các bạn để cho tôi 39 nha các bạn. Kéo tâm gọi là mượt rồi anh em ơi. Đấy, kéo cứ gọi là mượt. Thì chắc clip của mình cứ xin tạm dừng lại đây thôi. Bạn nào mà thấy clip bên hay thì đừng quên để lại cho tôi xin một like cũng như là một đăng ký nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn các clip tiếp theo. Bye bye.